Theo đó, bộ mã địa chỉ VPostcode được xây dựng theo hướng kết hợp giữa quản lý địa chỉ hành chính và nền tảng hệ thống thông tin bản đồ số, đảm bảo việc ứng dụng các công nghệ mới nhất. Theo đó, để tra cứu mã VPostcode, quý khán giả có thể truy cập vào trong web vpostcode.vn hoặc tải từ kho ứng dụng trên cả Android và iOS. Sau khi đăng nhập, người dùng chỉ cần nhấn chọn vị trí muốn định vị, hệ thống sẽ ngay lập tức xác định và gửi thông tin lại cho người dùng, bao gồm mã địa chỉ và định vị. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể thể hiện số điện thoại, trang web của địa chỉ. Địa chỉ mã bưu chính VPostcode bao gồm tập hợp 12 ký tự cả chữ và số, trong đó 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Cái mã địa chỉ VPostcode nó giúp tôi tìm kiếm những cái địa chỉ tôi cần đến nó nhanh hơn và thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, cái phần mềm này nó còn có những cái bản đồ 3D giúp tôi có thể đi du lịch đến những cái điểm mà tôi chưa từng đến. Thì tôi cảm thấy rất là thú vị với cái phần mềm này. Với mã VPostcode, từng địa chỉ nhỏ trên bản đồ đều được gắn mã hiển thị chỉ đường đến vị trí cụ thể và chính xác. Đến nay đã có hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc được gắn mã. Các tổ chức doanh nghiệp có thể ứng dụng nền tảng này để tối ưu hóa hoạt động của mình. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể ứng dụng nền tảng bản đồ số và mã địa chỉ cho nhiều hoạt động hành chính công, an ninh xã hội.